có một từ khóa được đưa ra và các thành viên trong Eternal phải dùng hình thể để diễn đạt cái từ khóa đó. Ai diễn tả khác biệt nhất so với những người còn lại thì sẽ thua cuộc. Và đến cuối cùng, ai tích nhiều nghiệp nhất, ai tích nhiều lỗi sai nhất sẽ nhận một hình phạt vô cùng bẩn bựa. Bắt đầu thôi nào. Kia. Mẹ có yêu không? 1, 2, 3 không chấp nhận mà nó hụt ra trái mà. Tao đâu biết đâu, không biết mày. Ê, ê, 1, 2, 3. Hồi nãy lúc đầu có để dày nữa thì mình cho đi tới, đây phải một hơn còn một nữa.
Mày. Mày hả? Mày biến thái trong phim được không vậy? Ê mày, mày gơi xe nhỏ quá vậy? Mày nó bực lắm. Đi qua phòng mày đi, cướp. Đi qua. Không có đi được. Yeah, man.